Kính chào quý vị khán giả đang cùng đến với chương trình trên kênh Tin Mới. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe để đón xem những thông tin mới nhất, nóng nhất và chính xác nhất mà kênh Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng các bạn theo dõi. Kính thưa quý vị khán giả, tờ Tân Hoa Xã đưa tin, thông qua các hình ảnh cho thấy sau trận mưa lớn tại Nam Ninh, Quảng Tây, trên một số tuyến đường trong khu đô thị đã xảy ra tình trạng ngập úng nghiêm trọng. Yao Wenshen, Tổng thư ký trụ sở Phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia Trung Quốc, kiêm Phó Giám đốc Cục Quản lý Khẩn cấp chỉ ra rằng Trung Quốc bước vào mùa lũ đầu năm với nhiều trận mưa lớn và thiên tai nghiêm trọng ở một số khu vực. Cho đến nay, 695 con sông ở Trung Quốc đã trải qua lũ lụt trên mức cảnh báo và 33 con sông đã trải qua trận lũ lụt lớn nhất kể từ khi kỷ lục được ghi nhận, chủ yếu ở Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến và Giang Tây. Zhao Shengwen cho biết thêm, kể từ đầu năm nay, 29,056 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Trung Quốc với thiệt hại kinh tế trực tiếp là 71,36 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 9,67 tỷ đô la Mỹ. 2,493 triệu người đã phải di dời và tái định cư khẩn cấp và 340 số người bị chết và mất tích do lũ lụt, so với mức trung bình giảm hơn 30%. Trong cuộc họp báo do Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc tổ chức vào sáng ngày hôm qua, Zhao Shengwen chỉ ra rằng tình hình mưa, lũ lụt và thiên tai năm nay ở Trung Quốc có một số đặc điểm chính. Quá trình mưa lớn diễn ra thường xuyên và các khu vực mưa chồng chéo cao, có nhiều mối nguy hiểm về kỹ thuật và thảm họa địa chất núi lửa rất nặng nề. Thiệt hại do thiên tai gây ra nặng nề nhưng thương vong đã giảm đáng kể. Zhao Shengwen cho biết kể từ đầu mùa lũ năm nay đã có 23 trận mưa bão khu vực ở Trung Quốc và lượng mưa ở miền Nam Trung Quốc và Phúc Kiến là 35% đến 100%. Lượng mưa ở Quảng Đông và Quảng Tây là cao nhất kể từ khi các kỷ lục khí tượng được ghi nhận. Và lượng mưa ở trung tâm Quảng Đông, Quảng Tây và Bắc Phúc Kiến đã vượt quá 1.500mm. Cách đây vài ngày, cơn bão đầu tiên Siam Ba đã đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay còn được gọi là bão Phu Rông và hệ thống mây tuần hoàn của nó đã mang lại lượng mưa lớn trên diện rộng cho nhiều nơi. Zhao Shengwen cho biết công tác kiểm soát lũ lụt quốc gia của Trung Quốc bước vào thời kỳ quan trọng, dự kiến sẽ có nhiều mưa hơn ở miền Bắc Trung Quốc, Nam Trung Quốc, Tây Nam Trung Quốc và các địa điểm và thiên tai lũ lụt sẽ nặng nề hơn tại Tân Cương, Hoa Đông và Trung Trung Quốc. Có thể xảy ra thời kỳ hạn hán trên đất liền, bão đổ bộ có thể chủ yếu là phía Tây Bắc, trong khi khả năng cao đổ bộ vào đất liền ở phía Bắc. Thưa quý vị, tại Hà Nam, mưa bão dữ dội cũng đã xảy ra và đã phá hủy đám mây ma quỷ nhiều lần. Đoạn video do một số cư dân mạng tổng hợp cho thấy, một số lượng lớn cây cối đã bị gió mạnh quật ngã, mái tôn bị hất tung, nhiều phương tiện bị gió giật thổi bay. Ngoài ra còn có những tia sét ở độ cao thấp chiếu xuống mặt đất và lửa cháy khắp nơi. Những cơn gió lớn cũng đánh sập nhiều cơ sở lắp đặt điện, tạo ra một chuỗi tia lửa lớn. Cảnh tượng rất đáng sợ. Ảnh chụp màn hình của video trên web cho thấy vào chiều qua trên các đường phố của thành phố Trịnh Châu sau một trận mưa lớn và ngày kỷ niệm đầu tiên của thảm họa lũ lụt ở Hà Nam, mưa lớn tiếp tục ở nhiều nơi trong tỉnh gây ra nhiều thảm họa. Ở một số khu vực, mưa xối xả kèm theo gió mạnh, sấm chớp và đám mây ma quỷ liên tục thay đổi, giống như cảnh tượng ngày tận thế. Đài quan sát khí tượng Hà Nam dự báo trong 3 ngày tới, hầu hết các tỉnh có mưa rào và dông diện rộng, có nơi mưa to và mưa rất to cục bộ ở một số huyện, thành phố phía Tây Bắc Bộ và miền Trung Đông của tỉnh. Trong đó, từ chiều đến đêm ngày hôm nay có mưa rào và dông rải rác ở hầu hết các huyện, thành phố trong tỉnh, một số huyện, thành phố Giao Chỉ, Gia Viễn, Tân Hương, Thượng Khâu, Chu Khẩu, Jumadian phía Đông và Bắc Bộ, các khu vực của Nam Dương và Nam Lạc Dương đã trải qua mưa lớn và mưa xối xả cục bộ. Ngoài ra, Jiwan, Anjiang, Luoyang, Yanzhou và Jiuzhou đã xảy ra mưa rông và gió giật mạnh trên cấp 10 vào chiều ngày hôm nay, có địa phương đạt cấp 12, cấp 13. Từ tối ngày hôm nay đến 3 ngày tới, Nam Puyang, Đông Anjiang, Đông Hebi, Trung và Đông Tân Hương, Đông Yaoju, Bắc và Đông Lạc Dương, Trịnh Châu, Khai Phong, Thượng Khâu, Bình Đông Sơn, Su Trang, Luhe, Juku, Bắc và Đông Jumadian và Đông Bắc Nam Dương sẽ có mưa rông và gió giật mạnh lên cấp 10 hoặc mưa đá có đường kính từ 15mm trở lên ở nhiều nơi như Bộ Ngoại giao và phía Bắc Tân Dương, sức gió cục bộ có thể đạt trên cấp 12. Các phương tiện truyền thông đại lục hiếm khi đưa tin về những cơn bão dữ dội ở Hà Nam. Tuy nhiên, một số lượng lớn video đã được đăng tải trên Internet tiết lộ cảnh gió giật mạnh tại địa phương. Đoạn video do một số cư dân mạng tổng hợp vào ngày hôm nay cho thấy, một số lượng lớn cây cối đã bị gió mạnh quật ngã, mái tôn bị hất tung, nhiều phương tiện bị gió mạnh thổi bay.
Ngoài ra còn có những tia sét ở độ cao thấp chiếu xuống mặt đất và lửa cháy khắp nơi. Những cơn gió lớn cũng đánh sập nhiều cơ sở lắp đặt điện, tạo ra một chuỗi tia lửa lớn. Cảnh tượng rất đáng sợ. Cảnh quay trong video không phải là tất cả các cảnh của chiều ngày hôm nay. Một số bức ảnh được chụp từ trận mưa lớn và lốc xoáy ở huyện Suyang, Changku, tỉnh Hà Nam vào 3 ngày trước. Trên mạng đại lục cũng xuất hiện nhiều video cho thấy cảnh nước ngập úng ở một số khu vực đô thị Trịnh Châu, Thương Khâu và những nơi khác sau trận mưa lớn vào ngày hôm nay. Một số cư dân mạng xôn xao thông tin, chỉ sau trận mưa lớn kéo dài 20 phút ở Trịnh Châu, đường phố biến thành sông, người đi bộ và phương tiện buộc phải băng qua dòng nước ngập úng, một số tuyến phố gần như bị nước nhấn chìm. Ngoài dông bão và mưa lớn, mây đen ở Trịnh Châu, An Dương và những nơi khác cũng khá kinh hoàng, khiến cư dân mạng gọi là ngày tận thế. Đoạn video và những bức ảnh được đăng tải trên mạng cho thấy những đám mây đen cuộn tròn trước cơn mưa xối xả cục bộ ập đến, trông giống như một bầy quỷ hung dữ, trong chốc lát ngày biến thành đêm. Đám mây ma quỷ lúc đầu có màu đen, sau đó chuyển sang màu xanh lam, xanh lục, xanh tím đáng sợ và cuối cùng là màu vàng trở lại. Cư dân mạng địa phương cho biết có cảm giác như ngày tận thế sắp đến. Một số cư dân mạng cho rằng người đi đường và các phương tiện lưu thông trên đường như đang bay trong mưa, chẳng khác gì một cuộc trốn chạy ngày tận thế. Hình ảnh trên web cho thấy đám mây ma quỷ đáng sợ bao trùm Trịnh Châu vào chiều nay trông thật đáng sợ. Kính thưa quý vị, mưa lũ và các hiện tượng thời tiết dị tượng xuất hiện chưa qua, nay lại xảy ra sạt lở ở sông Nu của Vân Nam. Phóng viên được biết từ Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Nữ Giang, tỉnh Vân Nam cho biết tin, lúc 16 giờ ngày hôm qua, do một trận mưa bất ngờ, một trận lũ quét và dòng chảy đá vụn đã xảy ra trên sông Makadi, thị trấn Gudeng Lusui, thành phố khu tự trị Nuyang Lisu, tỉnh Vân Nam, khiến 186 người bị ảnh hưởng, 405 người vẫn được an toàn. Theo báo cáo, thảm họa dòng chảy từ núi đá và bùn đã gây ra thiệt hại cho nhà cửa, đất canh tác, kè sông, điện, thông tin liên lạc và các cơ sở khác ở nhiều mức độ khác nhau, đồng thời làm gián đoạn giao thông, thông tin liên lạc và điện, đường, trường, trạm. Sau thảm họa, địa phương đã tích cực tổ chức cứu hộ, cứu trợ thiên tai. Do được cảnh báo sớm kịp thời nên những người bị ảnh hưởng đã được chuyển đi tái định cư kịp thời, không xảy ra thương vong. Đến nay, 52 hộ với 186 nhân khẩu bị ảnh hưởng bởi thiên tai đã được tái định cư hợp lý, 95 hộ với 405 nhân khẩu đã được tránh nguy hiểm. Một số đường điện và thông tin liên lạc đã được khôi phục và nhiều công tác cứu trợ thiên tai đang được thực hiện trong những ngày tới. Tỉnh Nữ Giang nằm ở biên giới Tây Nam Trung Quốc, là tỉnh tự trị Lisu duy nhất của cả nước, đồng thời là vùng lõi của di sản thiên nhiên thế giới, là vùng chức năng sinh thái quan trọng và là nơi có 3 dòng sông chảy song song là sông Dương Tử, sông Mekong và sông Sao Huy, hay còn gọi là sông Nộ Giang. Thưa quý vị, thảm họa dòng chảy mảnh vụn xảy ra do lượng mưa lớn thường xuyên vào mùa hè và mùa thu hàng năm nên thường gây ra hiện tượng lở đất. Dòng chảy mảnh vụn là một hiện tượng địa chất thảm khốc. Thảm họa dòng chảy đá vụn không chỉ có quy mô lớn, nguy cấp mà còn có sức tàn phá mạnh mẽ. Dù chúng đi đến đâu thì mọi thứ đều bị phá hủy. Vậy thực chất thảm họa dòng chảy mảnh vụn là gì? Cách tránh nguy hiểm khi gặp dòng chảy mảnh vụn, dưới đây chúng tôi sẽ giải thích cho bạn. Dòng chảy đá vụn thuộc về tai biến địa chất bề mặt. Dòng chảy đá vụn là một dạng tác động địa chất giữa dòng chảy và đất lở. Dòng chảy cặn điển hình bao gồm một loại bùn nhớt, dầu phù sa và đất sét với các mảnh vụn rắn, thô, lơ lửng. Trong điều kiện địa hình thích hợp, một lượng lớn nước xâm nhập vào vật liệu tích tụ rắn ở sườn đồi hoặc lòng mương làm giảm độ ổn định của nó và vật liệu tích tụ rắn bão hòa với nước, di chuyển dưới tác dụng của trọng lực riêng tạo thành dòng chảy vụn. Dòng chảy mảnh vụn là một hiện tượng địa chất thảm khốc. Các trận lở bùn thường bùng phát đột ngột và rất dữ dội. Chúng có thể mang theo những tảng đá khổng lồ và di chuyển với tốc độ cao, có tốc độ cực mạnh và có sức hủy diệt khủng khiếp. Nó phun trào đột ngột, hung dữ và có sức công phá lớn. Tránh nguy hiểm khi đối mặt với lở đất. 1. Khi gặp sạt lở, không nên trốn đến nơi địa hình thoáng, cây cối mọc thưa thớt, có thể chọn khu vực cây cối mọc rộng rạp để thoát thân, để cây cối rộng rạp cản đường tiến của sạt lở. 2. Gặp mưa lớn, lở đất thì không nên trốn vào vùng có tầng đất dày mà phải trốn vào vùng đất đá không có sỏi, cứng và không dễ bị mưa cuốn trôi. 3. Khi gặp dòng chảy đá vụn, không nên tránh dưới sườn đồi dốc, trèo cây, có thể chọn chỗ đất cao bằng phẳng và an toàn để tránh dòng chảy đá vụn đổ xuống sườn đồi gây hư hỏng những cái cây. 4. Trong trường hợp có lượng mưa lớn trong thung lũng khi xảy ra lở đất, đừng hoảng sợ và không thoát ra theo hướng có lở đất. Khi có dòng chảy đá vụn gặp mưa phải kiên quyết xác định đường thoát an toàn. Đường đi phải leo dốc về hai phía theo phương thẳng đứng, nơi có dòng chảy đá vụn càng leo cao càng tốt, càng nhanh càng tốt, đi xuống phía dưới.
5. Nếu gặp mưa lớn khi đi bộ đường dài dọc theo thung lũng, bạn nên nhanh chóng di chuyển đến vùng cao an toàn và đừng ở lại quá nhiều dưới đáy thung lũng. Chú ý đến môi trường xung quanh và đặc biệt chú ý xem bạn có nghe thấy âm thanh giống như sấm sét phát ra từ thung lũng ở phía xa hay không. Chọn chỗ đất cao bằng phẳng làm trại, tránh càng nhiều càng tốt dưới sườn đồi có đá lăn và tích tụ nhiều. Không cắm trại dưới đáy thung lũng, khe núi. Khi sạt lở, bạn nên vứt bỏ ngay các thiết bị du lịch, hành lý nặng trên lưng và chọn con đường an toàn để thoát ra ngoài, nhưng không thể vứt bỏ các dụng cụ thông tin liên lạc để liên lạc với thế giới bên ngoài nhờ giúp đỡ. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại!